Vì sao các mặc đồ đen muốn phá hủy tòa tháp? Tòa tháp bảo vệ hai thế giới. Nếu nó sụp đổ, địa ngục sẽ trỗi dậy. Hắn là quỷ dữ đúng không? Vâng, còn tệ hơn thế. Ngươi đã nói với thằng nhóc là bất cứ ai đi cùng ngươi đều chết dưới tay ta chưa? Tôi sẽ giết hắn. Ta không bắn bằng tay. Ta bắn bằng tinh thần. Tòa tháp bóng đêm khởi chiếu vào 9:45 tối chủ nhật thuộc loạt công thức hành động trên AXN.